phổ cập để những kiến thức cơ bản để các bạn có thể chụp. Tất nhiên các bạn khi bạn viết search hoặc là bạn làm cái bài gì đó, bạn viết nhiều chữ không bằng cái hình đâu. Bạn đưa một cái hình đẹp chỉ cần vài chữ thôi thì nó sẽ dễ chạm đến trái tim của người xem hơn. Thì Hòa sẽ cố gắng dùng tất cả những cái kinh nghiệm của Hòa, Hòa sẽ chia sẻ, sau này sẽ chia sẻ từ những cái kỹ thuật cơ bản nhất để cho các bạn nắm được vấn đề về kiến thức về nhiếp ảnh chút xíu. Các bạn chụp hình bằng phone nó sẽ đẹp hơn, Hòa chụp được thì các bạn sẽ chụp được. Ok, khi Hòa quan sát thì Hòa thấy có một cái, các bạn thấy có cái hình này nó có gì lạ lạ không? Các bạn thấy gì lạ lạ không? Đúng rồi, này nó đúng rồi. Hai cái cô này nè, các bạn biết cái mặt trời nó xa lắm ha, thì làm sao mà chụp được hình được bằng ấy? Thì cô mới lấy mà, thì các bạn khi mà nhìn lên mặt trời thì người ta khuyến cáo là không được nhìn thẳng, thì sẽ hư mắt, thì phải qua một cái miếng kính. Thì mà quan sát có hai mấy người này, đây, đây họ dùng chạy dùng gần liền, mà thấy không? Cô cầm một cái miếng kính để nháy, cô dùng cái điện thoại cô chụp qua. Thì Hòa quan sát sau khi xong á, Hòa coi thì cái mặt trời giống như con kiến vậy, chút xíu. Thì thật ra thì Hòa sẽ phân tích là tại sao là có khi là đối với nhiếp ảnh thì tụi này tại sao là phải xài đến đồ chuyên nghiệp, tại sao mình phải có những lúc mình xài cái smartphone nó tiện nhưng có lúc mà smartphone không có đáp ứng được. Tất nhiên thì chắc chắn rồi, còn nếu smartphone mà chụp được những tấm giống như vậy nha, tí xíu nữa thì chắc là một trong những chủ tịch hội đồng quản trị của những hãng Samsung hay là gì đó mời Hòa về làm giám đốc sale rồi, chắc chắn luôn á. Đây đó, thì để chụp được nhật thực chắc như không thể nào chụp bằng phone được đâu bạn, chắc chắn luôn, tại nó quá xa. Đối với một cái lens như Hòa đem theo nè cũng chưa đủ đâu, thì Hòa sẽ xài một cái filter này. Các bạn thấy cái filter này nó gọi là ND, đây các bạn thấy nè, cái filter này nó gọi là ND, tức là neutral density. Thì có filter này hai cái mình chụp lại rồi mình mới chụp mới được, chứ không thôi là thậm chí là hai cái chụp lại mình nhìn lên chút xíu nữa bạn ngưỡng bạn đem ra mặt trời bạn nhìn đi thoải mái luôn, không có bị hư mắt. Thì cái ND này nó có nhiều chỗ nó cản ánh sáng, thì mình cản vô mình mới chụp được đó. Thì cũng buồn cười là khi Hòa quan sát thì mình để lên để chụp á, thì cái máy của Hòa là một trong những cái mà ta thu hút để người ta tới, người ta xem cái mặt trời lúc mà nhật thực á. Thì cái cô này còn mới dùng cái điện thoại, có thấy không? Chụp qua mặt. Thì các bạn biết cái sức ảnh hưởng của một cái nhiếp ảnh, là nhiếp ảnh bây giờ nó có từ mới là nhiếp ảnh di động, nó sức ảnh hưởng trong cái cộng đồng mạng và trong cộng đồng hiện tại bây giờ với giới trẻ. Thì họ chụp không, họ chia sẻ liền, các bạn thấy không? Họ dùng cái này, họ cũng rất là, nói chung là họ cũng rất là sáng tạo, là họ dùng cái máy của mình họ chụp thì họ vẫn chụp ra được cái hình nó to. Đây cái hình bạn thấy không, đây là lúc Hòa chụp, đây là nó 80%, mình không chụp được 100%, tại vì ở Vancouver, ở địa lý cái vùng đó chỉ được 80%. Lúc đó mặt trăng che mặt trời được 80% là Hòa chụp cái tấm này. Thì mấy cái cô cũng nhảy vô cũng chụp giống gì nữa, các bạn chụp bằng điện thoại nó thông minh chứ, đúng không các bạn? Thì các bạn thấy đó là một cái ảnh hưởng đến cuộc sống, vấn đề về nhiếp ảnh di động rất là nhiều. Tất nhiên tấm này mà show ra đây, tấm này không phải là chụp bằng phone đâu nha các bạn, tấm này mà chụp bằng cái Canon đó, cái này nè, đây cái này, nhưng mà không muốn cho các bạn xem để các bạn thấy được cái hình nhật thực. Rồi tiếp tục, họ đi ở Canada khoảng 7 ngày thôi, họ phải bay qua Mỹ để họ chụp show cho khách. Thì cái điểm đến đầu tiên là thành phố San Francisco. Đây là cái con đường rất là nổi tiếng mà đến. May mắn thì mình đến vào cái dịp hè, các bạn nhìn trời nắng rất là đẹp. Thì các bạn đi chụp phong cảnh thì các bạn để ý là có hai cái nhất là đẹp nhất là tầm khoảng 8 giờ đến khoảng 9 giờ 10 giờ. Nếu bạn chụp hoàng hôn bình minh thì hoàng hôn sớm, còn không thì các bạn phải đi khoảng tầm 8 giờ 9 giờ. Còn chiều khoảng tầm 4 5 giờ chiều thì các bạn sẽ chụp được những ánh sáng nó có những cái độ bóng gì nè. Các bạn lưu ý nha, vấn đề ánh sáng rất là quan trọng trong nhiếp ảnh ha. Thì hồi đến đây khoảng 4 giờ chiều thì cái con đường này, con đường Lumber rất là nổi tiếng của San Francisco. Con đường duy nhất ở trên thế giới là nó ngoằn nghèo. Nó chạy ngoằn nghèo thì hai cái nhà, có những hai dãy nhà hai bên và đường nó chạy rít rắc từ đây, từ trên đỉnh nó chạy xuống. Hầu như khách du lịch ai lái xe đến San Francisco đều đến cái con đường này, rất là
tiếng, rồi giống như là đến để check in vậy đó. Rồi San Francisco là một cái thành phố là nó nằm ở trên cao và nó nhìn xuống dưới biển, các bạn thấy đây đó. Nó có những con đường dốc rất là đặc trưng. Khi mà đến lần đầu tiên đến Mỹ, Hoàng đáp xuống ở San Francisco năm 2004, thì Hoàng cũng rất là ngạc nhiên với cái thành phố này, tại vì và Hoàng đặc biệt cho đến bây giờ vẫn yêu thích thành phố này nhất trong nước Mỹ, tại vì có những con đường dốc mà các bạn có thể đậu xe đèn đỏ, đạp xe thắng, các bạn không thấy được cái xe bên kia, xua luôn, có những cái chỗ không thể nào thấy được, chỉ cần mình tròn qua lúc đó mình mới thấy được cái xe bên kia, rất là lạ. Thành ra là cái lần đầu tiên lúc đó Hoàng cũng mới có bằng lái xe. Thì họ hỏi, ủa gì rồi đạp ra sao các bạn? Đúng không? Thường là mình đạp một, nếu một số tự động thì chỉ đạp một chân phải thôi, chân trái buông đúng không? Đó. Thì giờ đạp ra sao? Buông ra là nó xả xuống thì tại dốc đứng vậy các bạn, nó không phải dốc phải không? Thì số tự động thường á là dốc thường thì nó không sao, nhưng mà dốc cao thì nó vẫn tụt xuống như thường. Thì cái anh mà chở mà đi á, anh nói thì hai luôn, một chân thắng và một chân ga, đạp chân thắng xuống xong rồi buông chân thắng đạp chân ga thì mới đi được. Thành ra những tài xế lái xe trên San Francisco là một trong những tài xế giỏi, phải nói là giỏi, nhất là những người chạy xe tay cực giỏi luôn bạn. Dốc vậy nè kinh lắm, đậu ở đây không thấy bên kia. Thành ra là cái thành phố San Francisco là một trong những thành phố rất ấn tượng đối với mình khi mà đi ở nước Mỹ. Thì đây là một cái cảng, đó là Pier, cái cảng số 39, đó là cái cảng 39. Thì các bạn để ý khi mình đi qua bên chỗ đường Lampa xong mình quay trở đây và thấy thì lúc này khoảng chắc 5-6 giờ chiều rồi đó. Mà thấy có những cái vệt thì các bạn tranh thủ chụp những cái vệt đó, thì cái ánh sáng này sẽ rất là đẹp. Thì mình thể hiện được con đường, cái nơi mình đi qua là những cái góc phố đẹp các bạn. Khi các bạn du lịch thì các bạn cần những cái góc trên cao, rất là nhiều góc nha các bạn. Góc trên cao này họ đứng trên cầu chụp xuống. Thì đi vô sâu trong đó thì nó có một cái, nó có tụ cái mấy con hải cẩu nè. Đó, nó lên đây nó lấy khách du lịch ở lên đây người ta xem cái gì. Thì các bạn thấy là lúc này hình như lúc này không phải là 6 giờ đâu, lúc này phải cỡ 7 giờ mấy rồi đó. 7 giờ mấy rồi, tại vì gần 9 giờ thì nó mới tắt lắm. Mùa này nè. Đó. Thì nếu mà mình chụp bằng máy chuyên nghiệp, lúc này còn hai phòng chụp bằng S8. Lúc này á thì họ nhớ là cuối tháng 8 thì cái Note 8 nó hình như ra mắt ở New York thì phải. New York thì lúc đó chưa có bán ra thị trường Mỹ. Tới ngày gần đầu 5-6 tay gì đó mới bán thị trường Mỹ. Thì khi mà qua Mỹ thì mà cũng chưa có cái Note 8 mà sử dụng bằng S8. Đây là chụp này họ cứ chia sẻ lên. Thì cái phần mà các bạn biết là cái phần này, cái dynamic range, nếu mà các bạn nào biết nhiếp ảnh thì nó rất là lớn. Thì cái khoảng này nó sáng quá, cái khoảng này nó tối quá. Nếu các bạn không biết chụp thì chỗ này nó sẽ bị tối, nó thui à. Còn các bạn chụp thì các bạn chịu khó, các bạn đưa tay vô bạn lấy nét chỗ này và lấy sáng chỗ này ha. Chấp nhận cho chỗ này nó cháy, tại vì mình không thể nào làm khác hơn được, không thể nào làm khác được. Chỉ có nhiếp ảnh chuyên nghiệp mình á thì mình mới sử dụng, một là có hai cách, một là chụp HDR tức là chụp 3 tấm dư 2 khẩu đúng sáng và thiếu 2 khẩu về mode 3 cái đó lại, đó là cách nhất. Cách thứ hai là mình sẽ sử dụng một cái filter nó gọi là GND, tức là một nửa trên nó tối thì mình che này lại để cho nó cân bằng như thế này. Thì đó là cái cách của dùng chân chuyên nghiệp. Thì đó là sự khác nhau giữa cái DSLR và cái smartphone. Cái smartphone nó không làm được chuyện đó thì mình bắt buộc phải chấp nhận cho này nó cháy thôi, chấp nhận các bạn. Rồi sau đó thì Hòa được bạn chở đi một cái địa điểm đó là Lac Tahoe ở California. Thì Lac Tahoe là một trong những chỗ rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Thì có một cái hồ nhưng mà nó lớn lắm như biển vậy đó. Thì đây là trên đường đi. Thì đối với khung cảnh các bạn thấy không, các bạn chụp là làm sao cho một cái bố cục hài hòa. Đây là mình chụp, mình nhấn mạnh cái đường này, con suối này, nó là cái đường cong các bạn. Đây là bố cục này, đi từ cái chỗ này đi ra đó. thường á mình đừng có chụp thuận sáng nhiều, mình chụp hơi ngược sáng, chi ngược sáng để cho những cái ven nhảy lên các bạn.
chụp ngược sáng ngược ven hoặc là ánh sáng 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 xiên thì hình nó sẽ nổi khối hơn hơn là trừ trường hợp những khi mình đến cái chỗ đó đó mà mình chụp lúc cái khoảng đó thời gian đó ánh sáng thuận thì mình chụp thôi, nhưng mà đa số các bạn chụp